Xin giới thiệu hai mẹ đang trang điểm. Trang điểm. Xem cây son của mẹ Yến nào. Ba xe. Xin chào, chúng ta cùng nhau quay trở lại với Hôm Nay Ăn Gì. Lâu lắm rồi mình mới lại cầm máy lên và vlog, quay vlog để đi ăn cùng với các bạn. Nào đi thôi. Hôm nay là đâu? Hôm nay thì bọn mình sẽ tìm đến một món ăn tuổi thơ gắn liền với cả tuổi thơ, là không biết món ăn này đến bây giờ thì còn ngon và còn hot và còn kiểu giữ được độ hot ngày xưa không? Thật ra thì gọi là thật hơn thì không phải, đây là món ăn tuổi học trò. Đúng hơn, đúng, tuổi học trò. Và đó chính là bố bố cha cha. Đây rồi đây, nó là cái xanh đúng không? Rồi bây giờ hãy cùng theo chân các mẹ đi vào đây. Liệu rằng bố bố cha cha có còn hot được không? Hôm nay ăn gì? Rồi và bọn mình đã đến nơi rồi. Đây chính là Bu Bu Cha Cha ở địa chỉ 92 cửa Bắc. Chỗ này nổi. Ở đây khá là nổi nhưng mà mình ăn món chè này ở chỗ khác và chưa ở đây bao giờ. Không phải ở đâu. Đây là quán chè khá là nổi tiếng với cả tuổi học trò ấy, như Hạnh nói ấy. À, ngày hôm nay thì có bốn loại ạ. À? Một loại là cha, chè đây trắng là này. Có trắng, đen, lẫn. Với cả mới có một loại đấy là xoài hạt é. Cái chỗ này là lẫn đúng không? Cái này là lẫn này, cái này đen, cái trắng. Đen. Mới đầu cứ nghĩ Bố Bố Cha Cha là tên riêng ấy. Hóa ra đến đây mới biết là hóa ra Bố Bố Cha Cha là tên một loại chè. Tên của cái loại chè đó. Nó là luôn. Một loại chè tên là Bố Bố Cha Cha mà nguồn gốc xuất xứ của nó là từ Malaysia. Em tưởng là Singapore. Mà Lai. Bởi vì ở Sing thì người Malai rất nhiều. Nên nó du nhập sang thôi. Hai nước đi sang nhau rất dễ mà. Rồi, Bố Bố Cha Cha. Thực ra là ngày hôm nay mình đến đây để cho mình và các mẹ Thắng khám phá cái món này ở tại. Ừ, bởi vì thực ra là nếu mà nó nói là nó nổi tiếng ấy thì thực ra nó chỉ nổi với học sinh ở khu vực các quận trung tâm thôi, kiểu Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa thì mới nổi thôi, còn đâu những cái người ở khu mình, đây là kiểu khu Cầu Giấy này, ở mình khu Thanh Xuân này, không biết đây là cái gì luôn, tức là biết tên nhưng chưa bao giờ đến đây. Khu vùng ven đấy. Ờ, vùng ven là không biết. Hồi xưa lần đầu tiên đấy mà mình nhớ là Bố Bố Cha Cha bắt đầu nổi là hồi đấy là cấp 2, cấp 3 gì đấy. Rất lâu rồi. Hồi em học cấp 3. Xong rồi nghe là Bố Bố Cha Cha thì kiểu nghe cái tên là đã muốn thử, không biết làm ra cái gì rồi ấy. Thì ra là hình như là Bố Bố là đen còn Cha Cha là trắng hoặc là ngược lại gì đấy. Đại loại là như thế. Hồi xưa mình có được giải thích một lần là như thế. Và một lần là đến đây để kiểm chứng xem là bây giờ liệu là có còn hot không, bởi vì lâu lắm rồi mình không bắn có thời gian không để ý đến ý. Đến đây bọn mình thấy vẫn rất đông. Alo. Nó không phải là học sinh đâu, không phải người lớn nữa, đúng không? Mà người lớn vẫn đến ăn rất nhiều rồi, rất nổi. Bát chè trắng hay thì kiểu ăn nó mát mát. Toàn các loại chân châu sợi này, chân châu hạt này, rồi có cả khoai lang. Đây là khoai gì nhỉ? Chắc là khoai trắng chứ. Ăn mát lắm. Đúng. Còn cái của mấy tháng là chè lẫn à? Đây là chè lẫn. Chè lẫn, đây là màu đen. Em sẽ ăn màu đen. Đây, màu đen trông giống rất giống bát chè đậu đen. Ở trên như có nước cốt dừa. Nếp cẩm à? Ờ, nó là nếp cẩm. Cẩm nó mặn mát. Cảm giác thanh ngọt và nhẹ nhẹ. Hình như là bát nào cũng có. Đúng rồi, nó đặc trưng. Cái đặc trưng của chè Bố Bố Cha Cha là có nước cốt dừa. Nó như là một lớp nền vậy. Chè đen như là nền đen à? Nếu mà so giữa chè đen và chè trắng thì em thích bát trắng hơn. Thơm hơn. Còn cái màu đen này thì nó vị như kiểu bị nếp cẩm. Còn màu trắng thì nó thơm. Này là lẫn hai vị, ăn mát mát. Mỗi cái nó có một cái kiểu ngon riêng của nó. Nhưng mà chè này công nhận rất hợp ăn mùa hè. Đúng rồi, nó mát. Nó mát mà nó kiểu nó không. Tức là mình thấy cái vị đậm nhất trong này thì là cái này. Là cái này là cái ngon nhất. Nhưng mà nó cũng không bị quá. Nó không hề quá thế nào luôn. Nó không hề bị ngọt quá đâu. Nhưng mà kiểu mình nếu mà tính các kiểu theo kiểu ngọt đường ấy. Kể cả cái này nó cũng vẫn nhẹ. Ăn thử cái lẫn nó có khoai à? Hay là anh lấy bát chị Yến ấy? Có khoai đấy. Rồi anh múc thì bát chị Yến ra. Ờ kiểu có múc tới lúc nào mẹ này không biết. Cái lẫn cứ sao á? Nó chua chua nhở? Nó không ra vị gì. Em nghĩ là em nếu mà không có cái vị xoài này thì em sẽ chọn chè trắng. Cái này ăn hơi giống cháo. Chè trắng này nó thơm.
Hồi đấy thì cũng chưa có nhiều đồ ăn vặt kiểu như là tràn ngập như bây giờ đâu. Ra hồi như bây giờ thì Google Cha Cha cũng là một cái địa chỉ và kiểu khi nào mà hẹn hò kiểu lớp ấy, lớp hẹn hò nhau là kéo nhau ra đây sẽ ra đây ăn chè. Bobo Cha Cha là một địa chỉ kiểu như là nên nó giống như là mình bây giờ mình rủ nhau đi uống trà sữa của bây giờ ấy. Kiểu như thế. Hẹn nhau hôm nay mày chơi nhá, đi đâu ở Bobo Cha Cha. Bây giờ kết thúc cái gì? Ăn chè phải gọi có món ăn kèm và hôm nay chúng ta có món ăn kèm bên sau. Rồi ôi. Điên là khoai nem ăn nhắm đi em. Điên em này đã bị mẹ thắng diệt quán nữa. Ở đây còn có cả khoai lệ phố. Đúng rồi. Mình là lúc đầu chỉ gọi khoai thôi. Nhưng mà kiểu mẹ nhất định là phải ăn nem. Đúng rồi. Tôi rằng là nếu mà đi ăn theo kiểu hồi tưởng quá khứ thì phải ăn đủ những cái này chứ. Mà ăn nem gọi 10 cái rồi mẹ còn bất định là phải gọi thêm 5 cái nữa mà 5 cái không đủ gọi 6 cái. Bánh nó còn nó mặn, nó kiểu bánh mặn nên nó không phải là kiểu bánh ngọt. Tức là bình thường cái bánh khoai lệ phố là nó sẽ đơn thuần là nhân khoai thôi. Ừ. Cái này như kiểu nhân bánh mặn đấy nhỉ? Nó như nhân bánh mặn, nó khác. Nó kiểu nhân bánh rán ấy. Ừ. Ở đây đấy. Cái này mùi nó không được dậy mùi lắm. Ăn hay hay thôi. Thử mình nem coi sao. Ô hồi xưa suốt ngày phải tích lũy ăn sáng để được ăn nem phương rán ấy. 2.000 một quay. 1.000 thôi. 1.000 là một quay bình thường, hạn 1.500 là một quay cuốn. Một quay cuốn à? Thế là dọc cái vị nem gì à? Nem chua đúng không? Ờ. Mình thấy đây là cái kiểu vị tuổi thơ ấy. Tức là nó không phải kiểu quá đặc sắc nhưng mà nó đúng là cái vị tuổi thơ. Tôi từ chính cách đây tầm khoảng từng đấy thời gian này. Vị tuổi thơ nó khác. Đúng rồi. Không phải là cái này nó không phải là cái kiểu nem tuổi thơ của cổng trường. Nó là kiểu quán nhưng mà nó là cái kiểu đúng là kiểu cũ. Tức là kiểu ra mấy cái ăn chè là hay gọi mấy kiểu là có cái này đúng không? Nhưng mà tuổi thơ cái kiểu ký ức của em là cái nem rán ở ngoài hàng chè nó béo hơn cơ. Hay là do hàng chè mỗi đặc thù, mỗi quán chè có một đặc thù nem khác nhau. Nem béo đấy là nem về sau, người ta mới có. Cái nem đấy là nem ngon mà cái nem đấy là chuyên chỉ nhập chỗ ở Hà Nội, đấy là Trần Công Châu. Ngoài ra còn có dưa chuột theo thì... Nhưng không ai ăn. Thôi, biết được rồi. Nào hãy... Buổi ăn hôm nay thực ra diễn ra trong một không khí vô cùng là khác biệt. Bọn mình lâu lắm rồi đi quay mà mấy mưa gió như thế này. Và vẫn đang đứng ở trong con ngõ của Bobo Cha Cha. Chợ thì mình thấy cũng ngon. Thực ra thì là để so sánh với cái vị của ngày xưa thì mình không biết so sánh nhau vì mình quên mất vị ăn rồi như chưa ăn. Ăn cách đây mấy năm rồi ấy. Lắm. Thế nhưng mà mình vẫn thích cái chè trắng của mình. Cái món chè này thì đúng là rất là phù hợp với mùa hè. Tại sao tôi thấp thế này? Nếu như mà các bạn muốn gợi ý theo khẩu vị của bọn mình thì là bọn mình thích chè trắng và chè xoài hơn cả. Giá của mỗi bát chè ở đây là 12.000 đúng không? 12.000. Còn khoai và nem thì mình nghĩ là không được ngon lắm. Tức là nó là kiểu ăn của quán chè đấy là cái món kiểu bonus thêm đúng không? Kiểu bonus, tức là quán chè thường là sẽ có những cái thứ bonus kiểu như thế. Nhắm. Nhưng mà bây giờ biết thì đúng là thật sự là tội lỗi. Đấy, nhưng mà cũng có thể là đây là một cái món chè mà nó gắn liền với cả tuổi học trò và tuổi thơ của tầm như là kiểu bọn mình ý. Còn những bạn mà kiểu bây giờ là trẻ hơn, các bạn là hay có những món kiểu món ăn vặt, ví dụ như là trà sữa rồi khoai tây, lắc phô mai này, rồi cái gì phô mai que. Thì các bạn hãy đến đây và thử Bobo Cha Cha xem là những cái món ăn mà thần thánh của ngày xưa thì nó như thế nào nhé. Còn video này mở ra để cốt để trả lời câu hỏi là có còn sức hút không thì có. Đúng không? Vẫn có. Ừ, có. Bắt đầu lắm, đường khách luôn. Chắc mẹ ơi, cái này của tôi mở ra để bây giờ mới biết đúng nghĩa nghĩa nghĩa. Rồi, bọn mình kết thúc câu chuyện tại đây để tiếp tục nói câu chuyện về chiếc túi. Okay. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye. Đừng quên like, share và subscribe cho hôm nay ăn gì nhá. Và cả Tết hôm nay ăn gì.